Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn tin nổi bật trên Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cái ứng dụng Facebook nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần ba gạch này là cái phần menu này nha. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi các bạn bấm vào cài đặt. Rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn tìm tới tin nha. Và các bạn bấm vào tin. Đây, các bạn bấm vào tin này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào quyền riêng tư của tin. Rồi sau đó các bạn bấm vào bạn bè nha. Thì mặc định nó để ở chế độ công khai này. Thì bây giờ các bạn bấm vào bạn bè. Thì khi các bạn bấm vào bạn bè thì nó để này, ẩn tin với này. Thì các bạn bấm vào. Các bạn muốn ẩn tin với những người bạn nào thì các bạn tìm kiếm cái tên của họ nha. Ví dụ mình sẽ ẩn tin với người bạn tên là Cao Thị Nhi. Đây, Cao Thị Nhi đây. Mình chọn vào. Rồi, các bạn muốn ẩn tin với người bạn nào nữa thì các bạn tìm nha. Đó, thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như các bạn muốn ẩn tin nổi bật trên trang cá nhân Facebook của mình á, thì các bạn bấm cái phần ba gạch này. Rồi các bạn vào cái trang cá nhân Facebook của mình. Rồi bây giờ mình muốn ẩn tin nổi bật đây, thì các bạn bấm vào cái tin này. Rồi các bạn bấm vào ba chấm nha. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào xóa tin nổi bật. Rồi các bạn bấm vào OK nha. Các bạn xóa hết những cái tin nổi bật nào mà các bạn đã thêm vào đây này. Bây giờ các bạn xóa hết là nó sẽ ẩn tin nổi bật trên trang cá nhân Facebook của mình thôi. Mình sẽ xóa hết nha. Rồi khi mình xóa hết thì mình lót lại nè. Thì cái mục tin nổi bật của mình nó đã ẩn mất rồi. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn tin nổi bật trên Facebook. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.